Mẫu minivan Honda Airline Scion phiên bản nâng cấp sẽ được sản xuất tại Trung Quốc bởi hãng xe Dongfeng, dự kiến ra mắt chính thức vào cuối tháng 12 này. Liên doanh giữa Honda và thương hiệu xe Trung Quốc, Dongfeng Honda đã quảng bá hình ảnh về mẫu minivan Airline Scion phiên bản cập nhật tại Trung Quốc. Xe sẽ được sản xuất tại quốc gia này bởi chính Dongfeng. Đây là mẫu xe anh em với Honda ADCV DM được phân phối ở thị trường quốc tế. Nhưng Airline Scion chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Honda Airline Scion ban đầu được giới thiệu tại Nhật Bản, sau đó ra mắt thị trường Trung Quốc vào năm 2012. Cho đến năm 2015, Honda cho ra mắt Airline Scion thế hệ thứ 2 gồm nhiều tinh chỉnh về kiểu dáng và cơ khí. Cho đến hiện tại, phiên bản cập nhật Airline Scion vẫn giữ nguyên hầu hết kiểu dáng. Nhưng khu vực lưới tản nhiệt đã được thay đổi có hình lục giác lớn hơn, bao phủ hầu hết cản trước. Cũng giống như với hai mẫu minivan Forza Dreamer và Lexus LM, có vẻ như lưới tản nhiệt lớn đang là xu hướng mới tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Honda cũng thiết kế lại đèn pha và đèn hậu LED cho Airline Scion, cản trước và sau cũng được tinh chỉnh lại một chút. Việc bổ sung thêm huy hiệu EHEV ở trên cửa sau, có nghĩa Airline Scion phiên bản nâng cấp này sẽ được kết hợp với hệ thống hybrid mới của Honda. Mặc dù chưa rõ hãng có loại bỏ biến thể hybrid thể thao EMMD như đã được sử dụng trên thế hệ tiền nhiệm không. Tương tự như chiến lược của các nhà sản xuất ô tô khác, người tiêu dùng Trung Quốc có quyền lựa chọn giữa Honda Airline Scion do Dongfeng sản xuất hoặc Honda ADC do Quảng Châu sản xuất. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.